chở toàn đào ở trong. Mày lạm dụng quá. Hôm nào bây giờ là xe cũng đấy. Cái này nó không có khói. Chở toàn đào không có biển. Con trên thì vũ vâm. Đấy, xong không à, bừa lên mà một phần chết. Ngồi anh cho sắt vào cái xe của nó đem quay 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 cái đào nó đang chở đào. Làm gì với A chẳng đâu. Quay con nó hú ấy. Quan tôi cũng còi. Lạm dụng quá. Vui lái xe đi đào à? Sợ rồi. Vẫn đang hú. Thế hả? Hú ngoan. Hú ngoan mới nhận. Vẫn đang hú. Vẫn đang hú. Lên đơn đấy. Vẫn đang hú. Vẫn đang hú loạn đấy. Đào lên đơn. Mitsubishi, Mitsubishi Outlander. Nó hú thì nó đi nhanh mà. Con người 80A đi sau này. 90A. 90A này. 80 với 90 nó khác hẳn nhau. 90A. À, sao anh cứ sao đi được? Vừa đào là vừa hú còi mà lại trên đường đào vip nhỉ? Đào vip thì nó mẹ chưa đào vip. Nó thế còn rú còi bọn này nó làm sao? Chắc có thử còi đó bảo tôi thích thử còi sao? Anh đang leo phát ra tôi nó còn cái này em thử còi. Kiểu bên xuống cho nó nghe tiếng nó to anh.